Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình Nhạc lá Bồ Đề do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện hàng tuần. Tú Linh xin kính chào quý vị, kính mời quý vị đến với Nhạc lá Bồ Đề với câu chuyện Tại sao các dòng sông không chảy theo đường thẳng? Chuyện do viên hùng sưu tầm, Tú Linh tóm lược và trình bày. Kính mời quý vị theo dõi trong một ngôi chùa nọ vị giáo thọ mở một tấm bản đồ ra và hỏi các học viên các bạn hãy nhìn xem những dòng sông trên bản đồ này có đặc điểm gì các học viên trả lời tất cả đều không chạy thẳng theo một đường mà chạy quanh co uống khúc tại sao lại như vậy vị giáo thọ hỏi tại sao những dòng sông đó không chạy theo đường thẳng mà lại chạy đường vòng như thế Lúc này, những lời bình luận bắt đầu. Có người nói, những dòng sông chảy theo đường vòng quanh co uống lượng sẽ kéo dài thêm quá trình chảy. Nhờ đó mà sông có thể chứa thêm nhiều nước. Khi mùa lũ đến, nước sông cũng sẽ không bị dâng quá cao mà gây ngập lụt. Người khác trả lời rằng, khi quá trình chảy của dòng sông được kéo dài ra, lưu lượng nước trên mỗi đoạn sông sẽ được giảm đi nước sông sẽ không gây ra áp lực quá lớn làm mòn bờ sông như thế sẽ có tác dụng bảo vệ bờ sông hơn là chạy thẳng các bạn nói đều đúng vị giáo thọ gật đầu và tiếp tục giảng giải nhưng theo sự hiểu biết của cá nhân tôi các dòng sông không chạy thẳng mà chạy theo đường vòng nguyên nhân căn bản nhất là vì đó là một trạng thái bình thường của thiên nhiên bởi vì trong quá trình dòng nước chạy về phía trước nó sẽ gặp phải vô số chướng ngại vật vì thế nó chỉ còn có cách chọn đường vòng để chạy tiếp cũng là nhờ đi đường vòng dòng sông sẽ tránh được các chướng ngại vật khác nhau và cuối cùng sẽ chạy ra biển nói đến đây vị giáo thọ liền đổi chủ đề đời người cũng vậy khi chúng ta gặp phải những chắc trở, gặp gần trên đường đời, chúng ta cũng nên coi cuộc đời chưa hoàn mỹ đó là một trạng thái bình thường của cuộc sống. Chớ bi quan thất vọng, đừng than ngắn thở dài, cũng đừng ngưng trệ làm gián đoạn những toan tính về tương lai. Hãy coi việc đi đường vòng là một hình thức, một phương cách để chúng ta tiếp tục bước đi. Như thế, tất cả chúng ta sẽ như những dòng sông chảy vòng co uốn khúc kia, cuối cùng vẫn sẽ đến được với biển lớn. Hãy để tâm bình thản nhìn nhận những gặp gần chắc chở trên con đường tiến về phía trước, rồi chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu lớn của cuộc đời. Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có những lúc khó khăn chắc chở, tưởng không thể vượt qua. Những lúc như thế, linh hoạt lùi một bước cũng là một cách hoặc hãy tìm những phương pháp khác dù tốn thời gian, mất nhiều công sức nhưng đạt được mục đích vẫn hơn là cố chấp muốn đạt được thành quả ngay lập tức và sau đó nhận kết cục đắng cay. Trong cuộc sống này không có con đường dễ dàng, trong mọi hành trình gian nan và thử thách chính là thước đo kinh nghiệm trong đường đời chỉ cần kiên trì vượt qua chúng ta sẽ đến được nơi cần phải đến và hãy xem khó khăn là cơ hội cho chính mình tìm một con đường không thẳng cũng chẳng gần để đi đôi khi lại quyết định thông minh và sáng suốt chị tiếc rằng chúng ta chưa nghĩ được như vậy không thể từ bỏ hoàn toàn hoặc tạm từ bỏ được tham vọng quá lớn để rồi tự rước đau khổ về cho bản thân. Cuộc sống vốn không hề bằng phẳng mà luôn chứa đựng những vất vả, muôn vàng thách thức. Và đời người là cuộc hành trình. Vượt qua những thử thách đó, hãy hướng về phía trước. Đừng vội nạn trí. Mỗi lần vượt qua một khó khăn, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn để đánh giá năng lực một người là nhìn vào cách người đó đã vượt qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Sau cùng, khó khăn gian khổ sẽ đem lại cho mỗi người một tài sản vô giá, đó là sự trưởng thành và trải nghiệm. Ai cũng muốn công việc của mình được suôn sẻ, không gặp rắc rối nào cả. Thế nhưng, khó khăn thường xảy ra vào những lúc không ngờ nhất. Trước khó khăn nhiều người thường than thân trách phận. Sao mình bất hạnh đến vậy? Chỉ mới gặp chút rắc rối, họ đã thay đổi thái độ. Thậm chí, rơi vào bi quan chán nản. Đường đời giống như một dòng sông. Câu chuyện thứ hai, nhà sư và con bò cạp. Một ngày nọ, có hai nhà sư đang đi dạo, dọc theo bờ sông. Vào lúc đó, một trong hai nhà sư nhìn thấy một con bò cạp đang vật lộn dưới nước vì con bò cạp không biết bơi cho nên nhà sư biết nếu không cứu con bò cạp nó sẽ bị chết đuối do đó nhà sư cẩn thận nhấc con bò cạp lên để giải cứu nó khỏi bị chết đuối và ngay khi nhà sư định đặt nó xuống đất con bò cạp liền chích vào ngón tay của ông trong cơn đau đớn nhà sư rút tay lại và con bò cạp văng ra, rớt trở lại dòng sông. Ngay khi nhà sư lấy lại sự bình tĩnh, nhà sư lại nhấc con bò cạp ra khỏi nước. Lần này, ông nắm nó chặt hơn. Khi đưa nó ra khỏi nước, một lần nữa, trước khi nhà sư có thể đặt con bò cạp xuống, con vật này lại chết ông. Hành động này kéo dài trong vòng vài phút. Nhà sư thứ nhì quan sát hành động này trong lúc đó nhà sư thứ nhất cẩn trọng và nhẹ nhàng nhấc con bò cạp ra khỏi nước và một lần nữa con bò cạp lại bị văng xuống dòng nước đồng thời trong lúc đó tay nhà sư cũng co giật lại và ông buông tay ra vì đau đớn bởi một vết chích mới cuối cùng không thể giữ được sự im lặng nhà sư thứ nhì quan sát liền nói với nhà sư thứ nhất này sư huynh tại sao sư huynh cứ cố gắng cứu con bò cặp nó chết anh mỗi khi anh đến gần nó nhà sư thứ nhất trả lời này sư đệ con bò cặp chết huynh nhưng nó không có ác ý và không có mục đích xấu xa giống như bản chất của nước là làm cho người ta ước cũng thế bản chất của con bò cặp là chết người con bò cạp không hiểu rằng huynh đã đưa nó đến nơi an toàn rất đơn giản con bò cạp nghĩ là huynh muốn giết nó cho nên nó đã chết huynh tuy nhiên giống như bản chất của con bò cạp là tự vệ cũng như thế bản chất của huynh là cứu người giống như con bò cạp không từ bỏ bản chất của nó cũng như thế làm sao huynh từ bỏ bản chất của mình được Phật Pháp dạy chúng ta cứu giúp mọi sinh vật, con người và loài vật. Không lâu đâu, Tây Huynh sẽ hết cảm giác đau đớn và con bò cạp sẽ được anh cứu, hoặc con bò cạp sẽ ngừng sợ hãi và nó đã được anh cứu. Lòng từ bi không thể ngừng lại. Một cách dễ dàng như vậy, đôi khi chúng ta có thể bị tổn thương bởi người khác do sự si mê, do sự thiếu hiểu biết do lòng ích kỷ hoặc do sự thờ ơ tuy nhiên chúng ta không nên để lời nói ý nghĩa và hành động của chúng ta bị ảnh hưởng bởi sự tức giận hoặc sự đau khổ chúng ta cũng không nên cho phép bóng tối lấn át ánh sáng trong trái tim và tâm trí của chúng ta Kính thưa quý vị, Nhạc Lá Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình Nhạc Lá Bồ Đề xin gửi email đến nhạc lá bồ đề 2 gmail com Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thành Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về Washington DC at sptn.tv. Bích Phương kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình.